còn gì dòng sông thay đổi thương kỳ con nước lên xuống có khi lũ về cầu anh xuôi ngược bốn bề tuần tra giữ vững thôn quê yên lành bên bờ giờ làm việc. Xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các bác chúng ta đứng dậy làm lễ chào cờ. Truyền thống của lực lượng cảnh sát đường thủy. Các bác và chúng ta cũng rất vui mừng được đồng chí lãnh đạo phòng đến dự. Và trước khi vào buổi lễ chính thức thì các đồng chí đã có lãng hoa để chúc mừng các bác. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Toàn, bí thư đảng ủy trưởng phòng lên tặng hoa và mời đồng chí xuyên trưởng ban liên lạc. Và xin đề nghị tất cả các đồng chí lãnh đạo phòng cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo phòng nên cùng chúng ta chụp ảnh cho đẹp cho kỷ niệm. Vâng, trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các bác hội viên, nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 77 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 29, kỷ niệm 77 năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân, và cũng đúng vào ngày này cách đây 67 năm, ngày 15 tháng 8 năm 1955, đồn công an trên sông nay là phòng cảnh sát đường thủy được thành lập. Hôm nay tại trụ sở của đơn vị rất khang trang, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ đầy trách nhiệm và nghĩa tình. Chúng ta phấn khởi tổ chức cuộc họp mặt tại đây. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Toàn, bí thư đảng ủy trưởng phòng, đề nghị các đồng chí nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Hiến, phó bí thư đảng ủy, phó trưởng phòng, đồng chí thượng tá Bùi Viết Long, phó trưởng phòng, đồng chí trung tá Phạm Văn Sơn, phó trưởng phòng, đề nghị các đồng chí nhiệt liệt chào mừng. Cùng chung vui với các bác hội viên và các đồng chí đại diện, có các đồng chí đại diện các đội xã và thủ đô. Một lần nữa xin đề nghị các đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các bác, về dự cuộc họp mặt hôm nay có 107 trên 138 hội viên đã có mặt, xin đề nghị các bác nhiệt liệt cảm ơn. Về chuyên môn là về chương trình buổi họp mặt bao gồm: một, đồng chí Nguyễn Xuyên đợi đang nằm đây báo cáo hoạt động của các đồng chí anh chụp đang làm việc đang nằm việc. Các bạn sẽ nghe những cái phát biểu của đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Toàn, bí thư đảng ủy trưởng phòng. Thứ ba, tổ chức chúc mừng hội viên. Và thứ tư, là đồng chí trưởng ban liên lạc cảm ơn nước lên mặt. Và kết thúc buổi họp mặt hôm nay, trân trọng kính mời các vị chức đại biểu cùng toàn thể cấp bác chúng ta dùng bữa trưa thân mật tại nhà hàng Hải Phòng số 2 Hồ Chí Minh.
đối diện với vườn hoa rồi trong cái giải tượng trưng của mình. Đang năm xem nữa ai còn ai mất nhá. Rồi. Rồi cứ đang năm xem ai còn nữa. Rồi. Dương Dương thân cái này đúng rồi. Các ơi, anh làm này đúng không? Kính thưa các đồng chí. Biết toàn thế rau một mốt còn cứng một mốt trên ngôn người. Quay em kính đi. Quay em kính đi. Mãi mãi chúng ta không bao giờ làm mãi. Quan trọng phải đưa lên TV cơ, phải không? Thôi, bắt lên năm, mất năm 2021, đụng đổ lấy dân. Hai, bác Hoàng Văn Tầm, mất năm 2021, đổ lấy dân. Thứ ba, bác Vũ Duy Thành, mất năm 2021, đổ lấy dân. Và thứ tư, bác Trần Đức Bính, mất năm 2002, đổ lấy dân. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy trưởng phòng, thưa các bác và các đồng chí, trong không khí tưng bừng, phấn khởi, hào hứng chào mừng ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân và Cảnh sát nhân dân. Hôm nay trong không khí trời se lạnh của những ngày cuối thu và đầu đông, với niềm hân hoan đón mừng 675 ngày thành lập Phòng Cảnh sát Đường thủy 15 tháng 8 năm 1955, 15 tháng 8 năm 2022, chúng ta có dịp gặp nhau tại ngôi nhà thứ hai yêu quý thân thương của mình. Và các đồng chí biết bây giờ nó đẹp lộng lẫy hoành tráng hơn xưa rất nhiều, và cái này có công nào đóng góp của đồng chí Nguyễn Quốc Bình xây cái nhà to, đồng chí Nguyễn Văn Toàn là nắp như thế là cầu thang máy và điện chiếu sáng. Các đồng chí biết về buổi tối ban đêm đẹp gần như là trong thành phố phòng người ta đã đẹp rộng lẫy đến như thế. Thế và chúng ta cùng nhau long trọng tổ chức họp mặt. Trước tiên phải nói đến sự quan tâm, giúp đỡ với tinh thần trách nhiệm rất cao, đặc biệt của đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy trưởng phòng, của các đồng chí lãnh đạo phòng, của các đồng chí chỉ huy các đội trạm đã hỗ trợ, giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho chúng ta với tinh thần cảm ơn tận tâm. Thay mặt ban liên lạc, tôi ghi nhận và chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu của các đồng chí. Và tôi xin trân trọng giới thiệu và nhân nhiệm chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy trưởng phòng. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí phó trưởng phòng và lãnh đạo chỉ huy các đội trạm phòng cảnh sát giao thông đường thủy. Nhân dịp này, tôi cũng được xin trân trọng chào mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ phòng cảnh sát đường thủy qua các thời kỳ. Thưa các bác và các đồng chí, 675 một chặng đường đầy ắp những kỷ niệm, ký ức, kỷ niệm để nhớ một thời tốt đẹp nhất của đời mình. Hình ảnh người cảnh sát giao thông đường thủy không quản ngại khó khăn gian khổ, đối diện với bao nguy hiểm thách thức, kiên trì chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, xông pha trong nóng mưa bão lũ lụt, chiến đấu ngoan cường, bền bỉ lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đã gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và người tham gia giao thông. Vừa qua ngày 20 tháng 6 năm 2022, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Toàn trưởng phòng, đồng chí Nguyễn Văn Toàn trạm trưởng mạch đảng được tuyên dương khen thưởng. Tôi thấy thật tự hào, phấn khởi, cảm xúc dâng trào. Các đồng chí đương chức kế tục thật xuất sắc, tiếp tục viết lên những trang sử truyền thống vẻ vang tốt đẹp lực lượng cảnh sát đường thủy.
thay mặt ban liên lạc, tôi xin chúc mừng những chiến công xuất sắc của đồng chí trưởng phòng và cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông của đơn vị. Xin thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, như giới thiệu ban đầu thì đặc biệt gia đình chúng ta cũng rất là phấn khởi. Các bạn rất phấn khởi vì sau 2 năm chúng ta mới chỉ hoàn được, và bây giờ thì chúng ta cách Covid rồi, thì cán bộ chiến sĩ các đồng chí lãnh đạo cũng rất có trách nhiệm và nghĩa tình đồng chí đồng đội. Chính vì vậy hôm nay là 4 đồng chí đã dành thời gian dư với chúng ta, và sau đây trân trọng kính mời đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Toàn, bí thư đảng ủy trưởng phòng lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo trong ban liên lạc phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố, kính thưa các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, thưa toàn thể các đồng chí, trong không khí thi đua phấn khởi chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, hôm nay các cô, các bác, các cô, các bác, các anh, các chị về đây dự mặt họp kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố Hải Phòng. Thay mặt Đảng ủy lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy và toàn thể cán bộ chiến sĩ xin gửi tới các bác, các cô, các chú cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và gửi lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân và truyền thống công an trên sông, nay là lực lượng cảnh sát đường thủy trải qua 67 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, phòng cảnh sát đường thủy luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, mưu trí sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa thành phố vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của phòng cảnh sát đường thủy đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc công an thành phố, Ban an toàn giao thông thành phố trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy. Vì vậy, nhiều năm tai nạn giao thông luôn được kiềm chế, không có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy của nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Trên các tuyến luồng giao thông cơ bản thông thoáng đã góp phần không nhỏ phục vụ cho sự phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố và cả nước trong thời kỳ hội nhập phát triển. Trong các phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản, xác định tuyến và địa bàn trọng điểm, và tập trung lực lượng đấu tranh xóa phá nhiều vụ việc hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, đã kịp thời bắt giữ, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, với việc huy động tối đa lực lượng, phương tiện và cán bộ chiến sĩ thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, trong nhiều năm qua đơn vị đã kiềm chế tai nạn giao thông ở mức thấp nhất 1 vụ trên 1 năm và tăng cường xử lý xử phạt các hành vi vi phạm. Hàng năm toàn đơn vị đã xử lý hơn 2.000 trường hợp và thu nộp các bạn nhà nước hơn 4 tỷ đồng. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm sinh hoạt đời thường cán bộ chiến sĩ, đồng thời thực hiện chính sách đảm bảo công minh, gắn với trách nhiệm với tình đồng đội. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và Công an thành phố phát động, tổng kết phong trào thi đua nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Uy tín uy thế của lực lượng cảnh sát đường thủy ngày càng được nâng cao, điều đó là nguồn cổ vũ động viên lớn, đồng thời càng thấy có trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ cần phải tiếp tục phấn đấu vươn lên. Với sự cố gắng nỗ lực của cảnh sát đường thủy, đơn vị đã được Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2015-2016, liên tục từ năm 2015 đến năm 2020, đơn vị đều đạt, đơn vị quyết thắng, có công chuyện 5 năm liền, đơn vị quyết thắng. Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, năm 2021, thì đội đạt huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3. Kính thưa các đồng chí, với việc thành lập và duy trì hoạt động ngày càng tích cực, hiệu quả, phát huy lại truyền thống lực lượng cảnh sát đường thủy,
ban liên lạc đóng vai trò như một sợi dây kết nối giữa các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát đường thủy. Thế trẻ ngày hôm nay hiểu biết sâu sắc hơn, tự hào về truyền thống vinh quang, quá trình phấn đấu xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát đường thủy từ khi mới thành lập cho đến ngày hôm nay. Trong những năm qua, ban liên lạc cũng như các đồng chí cán bộ hưu trí nói chung, mặc dù đã nghỉ công tác nhưng vẫn luôn bám sát theo dõi, quan tâm và ủng hộ tích cực phát triển của đơn vị, cổ vũ động viên thành tích của đơn vị, đồng thời chúng ta có những tham mưu đóng góp sâu sắc để cho lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân buổi gặp mặt hôm nay, thay mặt cán bộ chiến sĩ đơn vị, tôi mong muốn được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cô, các chú, các anh, các chị cùng toàn thể các đồng chí để chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống phấn đấu tu dưỡng và rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục đón nhận tình cảm chân thành của các đồng chí đã dành cho chúng tôi. Một lần nữa, thay mặt đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát đường thủy, tôi xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, các chú, xin chúc các bác, các cô, các chú, các anh, các chị trong ban liên lạc cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin chúc các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, lãnh đạo phòng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng cảnh sát đường thủy, và chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, và xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các đồng chí và toàn thể các bác, năm nay thì chúng ta tổ chức mừng thọ cho 13 bác Hồ Viên, trong đó tuổi 70 có 3 bác, tuổi 75 có 4 bác, tuổi 80 có 1 bác, tuổi 85 có 4 bác và tuổi 90 có 1 bác. Báo cáo các bác cái này, như bác Xuyền đã thông báo thì chúng tôi họp trong ban liên lạc đã thống nhất là bắt đầu từ năm nay các đồng chí từ mừng thọ 70, 75, 80, 90 đều có quà cho các bác là mỗi bác 300.000. Các bác từ 91 trở lên thì mỗi năm ban liên lạc tổ chức mừng thọ từ 91 trở đi, mong các bác có 100% càng tốt. Đã có nói như thế. Và khi mà các bác đã ở tuổi 100 thì cái quà của các ban liên lạc sẽ đặc biệt hơn, cao hơn, khi thế hơn để tặng cho các bác cao tuổi. Thế là xin báo cáo các bác này, tôi xin đọc danh sách. Một, bác Trần Tự Kỷ. Một, bác Nguyễn Viết Quân ở tổ Lê Trân tuổi 70. Bác Vũ Huy Dương ở Lê Trân tuổi 70. Bác Đinh Văn Quang ở Ngô Quyền tuổi 70. Bác Nguyễn Văn Hường tổ Ngô Quyền 75. Bác Phạm Văn Đôn tổ Hồng Bàng 75. Bác Nguyễn Truyền ở Lê Trân 75. Bác Nguyễn Văn Vị ở Lê Trân 75. Bác Trịnh Văn Chiến ở Hồng Bàng tuổi 80. Bác Phạm Kim ở Ngô Quyền tuổi 85. Bác Phạm Văn Trinh ở Lê Trân tuổi 85. Bác Đỗ Kim Nhi ở Ngô Quyền tuổi 85. Bác Bùi Kiến Thành ở Ngô Quyền tuổi 85. Và bác Đặng Thị Yến ở Lê Trân tuổi 90. Thank you.